Ngày 3 tháng 8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có tờ trình gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh này về việc đề nghị truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh, người đã tử vong trong khi giúp cảnh sát giao thông trong vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc. Như thông tin chúng tôi đã đưa, vào chiều ngày 30 tháng 7, đèo Bảo Lộc trời mưa và sạt lở khi thấy lực lượng cảnh sát giao thông tại chốt trực trên đèo đang di rời phương tiện, máy móc trong trạm ra tránh sạt lở, thì anh Ngọc Anh đã đến giúp. Tuy nhiên, một lúc sau, khu vườn sầu riêng trên chốt trực sạt lở, vùi lấp anh Ngọc Anh và ba cán bộ cảnh sát giao thông, thi thể bốn nạn nhân được tìm thấy vào đêm 30 và sáng ngày 31 tháng 7. Theo sở nội vụ, anh Phạm Ngọc Anh quê ở huyện Quảng Dương, tỉnh Thanh Hóa, đã có hành động dũng cảm hỗ trợ cứu tài sản của nhà nước, nhân dân khi sạt lở đèo Bảo Lộc, đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 50 Luật thi đua khen thưởng năm 2003 và Điều 32 Nghị định số 91 năm 2017 NDCP ngày 31 tháng 7 năm 2017 do Chính phủ. Do vậy, Sở Nội vụ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ban hành văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, kính trình Chủ tịch nước truy tặng huân chương dũng cảm cho anh Phạm Ngọc Anh. Trước đó, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị các sở ngành địa phương quan tâm xem xét để có đề xuất tuyên dương anh Phạm Ngọc Anh. Anh Phạm Ngọc Anh từng là chiến sĩ công an nghĩa vụ tại công an Lâm Đồng từ tháng 3 năm 2021 đến tháng 6 năm 2023. Sau khi xuất ngũ, anh về huyện Đạ Huai sinh sống. Sau khi anh Ngọc Anh mất, căn nhà nhỏ của gia đình bà Bùi Thị Hảo, 47 tuổi, ở thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Nhiều người thân và hàng xóm đến chia buồn, giúp bà Hảo dọn dẹp lại căn nhà để chuẩn bị đón thi thể con trai là Phạm Ngọc Anh về nơi an táng. Được biết, kể từ lúc nhận tin con, bà Bùi Thị Hảo quá đau buồn, liên tục ngất lịm. Vừa từ thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trở về lo hậu sự cho cháu nội, ông Phạm Doãn Quảng, 84 tuổi, ông nội của Ngọc Anh, buồn bã khi nhắc về đứa cháu trai. Ông cho biết, Ngọc Anh là con trai cả trong gia đình có hai anh em. Cách đây 3 năm, bố của Ngọc Anh vì lâm bệnh nặng nên đã qua đời. Kể từ ngày chồng mất, một mình chị Hảo vất vả nuôi hai anh em Ngọc Anh ăn học. Năm 2021, Ngọc Anh được người thân trong gia đình đăng ký đi nghĩa vụ công an tại huyện Đạ Huai, tỉnh Lâm Đồng. Tháng 6 vừa qua, Ngọc Anh vừa hoàn thành nghĩa vụ và đang đi học lái xe tại tỉnh Lâm Đồng. Ông Quảng tâm sự, Ngọc Anh hiền lành mà ngoan ngoãn, khi nhận tin cháu gặp nạn, lòng tôi đau như cắt. Mới hôm qua vừa rồi ra quân, cháu nó xuống nhà xin tiền tôi để đi học lái xe. Cháu nói sẽ kiếm công việc ổn định để đi làm gửi tiền về phụ giúp mẹ nuôi em ăn học. Vậy mà chưa kịp thực hiện thì cháu đã ra đi mãi mãi. Cũng trở về từ thành phố Đà Lạt, anh Phạm Doãn Sinh, chú ruột Ngọc Anh cho biết, khi nghe cuộc điện thoại của một người em từ Đại Hawaii thông báo, ngoài ba cán bộ cảnh sát giao thông hy sinh, còn có một nam thanh niên tên Phạm Ngọc Anh. Lúc đó tôi không dám tin, đó là cháu mình. Khi biết thông tin nạn nhân là chiến sĩ nghĩa vụ vừa ra quân, thì tôi như chết lặng. Không ngờ cháu ra đi như thế. Theo anh sinh, Ngọc Anh là người ít nói, thời gian đi nghĩa vụ công an em rất chịu khó và nhiệt tình, được mọi người yêu quý. Sự ra đi đột ngột của chàng thanh niên trẻ khỏe khiến người dân thôn Đồng Thanh, thị trấn Tân Phong vô cùng đau xót. Theo ông Bùi Văn Thao, là hàng xóm của bà Hảo, từ ngày chồng mất, bà Hảo một mình vất vả nuôi hai con ăn học, cuộc sống ở quê vất vả, ngoài cấy vài xào ruộng chỉ còn đi phụ hồ. Ông Thảo chia sẻ, ở đây ai thấy hoàn cảnh của chị cũng rơi nước mắt, cháu nó còn quá trẻ, hôm nghe tin cháu bị nạn, chúng tôi đau buồn lắm. Cháu mới về quê thăm mẹ và em được khoảng 3 tuần, thằng bé vừa hiền vừa chịu khó, ở quê ai cũng quý cháu. Trước đó, ngày 2 tháng 8, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng 3 tới thân nhân gia đình của ba liệt sĩ Trung tá Nguyễn Khắc Thường, Thiếu tá Lê Quang Thành và Đại úy Lê Ánh Sáng. Trạm Cảnh sát Giao thông Madagui, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lâm Đồng, Bộ Công an đã có quyết định truy thăng quân hàm với Thiếu tá Nguyễn Khắc Thường lên Trung tá, Đại úy Lê Quang Thành lên Thiếu tá, Thượng úy Lê Ánh Sáng lên Đại úy.